Theo giờ Labo hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục qua học gốc hán tự với lại tha tiếp nhé. Trong gốc hán tự thì hôm nay chúng ta sẽ học gốc hán tự nào, cho bà xem bài học ha. Đó là gì? Chữ chín số và gì nữa? Thì chúng ta có bốn gốc, đó là chín số su số. Chín có nghĩa là tiếng, số là sở, su là thủy, là số là thủ, là thu, sốt và tóc ha. Rồi bây giờ chúng ta vào những cái sơ đồ tư duy xem nào. Chúng ta có chữ C là thế, C rock là thế lực, C mu là thế vụ, C sang là thế gian, C sim là cẩn thận, Tham là tham, Tham ca là tham gia, Tham con là tham kiến, Tham cô là tham khảo, Chip là tập, Chip tan là tập thể, Chip chung là tập trung, Chip pháp là tập hợp, Chip thêm là chấp hành, Chan là tán, Chan song là tán thành, Chan nhang là tháng dương, Xuân là tủ, Xuân nghiêm là khách, và Xuân xin là tổn hại, Xuân he cũng là tổn hại, và Xuân hại cũng là tổn thất, Xuân xin là tổn thất, tổn hại. Rồi, ta cùng đọc với Lina 3 lần mỗi từ nhé. Ta đã hát gì không? C thứ tự ha, từ trên xuống dưới. Thế C rock thế lực, C mù thế vụ, C sàng thế gian, C xịt cẩn thận, Tham là tham ha, tham cả tham gia, tham cận tham kiến, tham cổ tham khảo, chịp là tập, chịp tan tập thể hoặc là tập đoàn, chịp chung là tập trung, chịp pháp là tập hợp, chịp hen là chấp hành, chan song tán thành, chan nhang tán dương, xôn có từ chín là tiếng ha, chín vô tiếng bộ, chín nắp chấn áp, chín sim chân tình, chín tròn xô du quần, quyền sở hữu, xô giả,
hồ sơ sự tố cáo. Xô răng, xô răng, xô răng, xô răng, vật sở hữu. Su, chúng ta trong có nghĩa gốc khác của từ su thì có nghĩa là gì? Thủ, hoặc là thủy, hoặc là thụ. Su cổ, su cổ, su cổ, su cổ, nỗ lực. Su nàn, su nàn, su nàn, su nàn, thủy nạn. Su nàn là thủy nạn, nan là nạn và su là thủy đó. Su tàn, su tàn, su tàn, su tàn, thủ đoạn. Su, su nẻo, su nẻo, su nẻo, su nẻo, nữ tu, à, su là tu luôn đó. Su đổ, su đổ, su đổ, su đổ là thủ đô này. Su tổng, su tổng, su tổng, su tổng, thủ động. Su rằng, su rằng, su rằng, su rằng, số lượng. Su vẫn còn một nghĩa là số ha. Su rắc, su rắc, su rắc, su rắc, vĩ lực. Su rể, su rể, su rể, su rể, su rể, su rể, thủy lôi. Su rằng, su rằng, su rằng, su rằng, su rằng, su rằng, thủ lệnh. Su là thành, là phòng, là thủy, phòng là thủ ha. Su đíp, su đíp, su đíp, su đíp, su đíp, thành lập. Sản, su sản, su sản, su sản, su sản, thủy sản. Su tản, su tản, su tản, su tản, su tản, thủ đoạn. Su sang, su sang, su sang, su sang là thủ thứ. Su, su xét, su xét, su xét, su xét, kiểm tra. Su, su đồ, su đồ, su đồ, su đồ, su đồ là thủ đô. Su yang, su yang, su yang, su áp, su áp, su áp, su áp, thủy áp. Su hoàn, su hoàn, su hoàn, su hoàn, su hoàn, khả năng. Su tròn, su tròn, su tròn, su tròn, thụ tinh. Su ý, 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 thú vị. Su, su tròn, su tròn, su tròn, su tròn, su tròn, su tròn, thủy tinh. Su chi, su chi, su chi, su chi, su chi là thu chi. Su chip, su chip, su chip, su chip, su chip là sưu tập. Su chul, su chul, su chul, su chul, xuất khẩu. Su chu rip, su chu rip, su chu rip, su chu rip, xuất nhập khẩu. Su the, su the, su the, su the, thụ thai. Đồng hành. Su hắc, su hắc, su hắc, su hắc, thu hoạch. Su hắc rèn, 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 được thu hoạch. Su trong, su trong, su trong, su trong, sửa chữa. Su hắc kỳ, su hắc kỳ, su hắc kỳ, su hắc kỳ, su là thu, hắc là hạt ha. Su hắc kỳ, kỳ là kỳ, là thời kỳ đã thu hoạch, vụ thu hoạch đó. Sốt là tóc. Xúc là tóc, xúc tóc hoa. Xúc ki, xúc ki, xúc ki, xúc ki, tóc ký. Xúc tam, xúc tam, xúc tam, xúc tam, tục ngữ. Xúc tô, xúc tô, xúc tô, xúc tô là tốc độ. Xúc kha đà, 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 lắng. Xúc rớt, xúc rớt, xúc rớt, xúc rớt, xúc rớt, tốc lực. Xúc kế xúc, kế xúc, kế xúc, kế xúc, kế tiếp, tiếp tục, tiếp tục. Hai từ này của chữ bên đằng trước, nếu ta đọc lại để cho nhớ nhá. Su hà, su hà, su hà, su hà, su là thủ, hà là hạ, su hà là thủ hạ ha. Su hèn, su hèn, su hèn, su hèn, đồng hành. Su hắc, su hắc, su hắc, thu hoạch. Nó có trống rồi là cũng không còn từ để đưa vào nên cô sẽ đánh một vài từ mà nó lặp đi lặp lại cho mọi người nhớ nhá. Xúc, khế xúc xong, khế xúc xong, khế xúc xong, khế xúc xong là tính liên tục. Khế xúc, khế xúc, khế xúc, khế xúc, khế tục. Khế xúc chót, khế xúc chót, khế xúc chót,
khế xúc chóp tính liên tục. Khánh xa thế ta, dạ đồng ơi. Hôm nay về chia sẻ về góc tháng của Na tới đây là kết thúc rồi. Chúc mọi người học tốt, và trong quá trình soạn thì thực sự mà nói thì Na cũng rất là bận, nhưng mà cũng cố gắng làm sao để cho mọi người có thể chinh phục được 1.000 từ vựng liên quan đến gốc Hán tự. Thế nên là Linh Hà sẽ soạn và có một vài chỗ trong cái phần mà liên quan đến gốc Hán á, nó sẽ bị sao ra bị trùng lặp, tại vì là không có từ để mà mình thêm vào nữa, nên là mình sẽ thêm để nguyên một vài cái từ của những cái gốc ở đằng trước, nên mọi người đi lặp lại nhiều lần thì mọi người sẽ nhớ nhiều hơn thôi. Nên là mọi người cứ học bình thường ha, không phải là sai đâu. Nó chỉ là hết cái chỗ trống rồi mà mình thấy cái phần nó cái gì hết rồi, nó vẫn còn cái phần gốc để á, nên là mình cứ để nó luôn, qua vài từ để cho mọi người đọc đi đọc lại để mọi người nhớ đó. Rồi, chúc mọi người học tốt, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo, và nếu như thấy video hữu ích thì hãy bấm vào link đăng ký để ủng hộ cho Linh Hà nhé. Chào và hẹn gặp lại mọi người.